Đối với những củ loa như này thì anh em rất dễ dàng quan sát thấy sự rung động của màng loa khi chúng ta đấu cọc pin vào. Còn đối với những chiếc loa chép như này chúng ta phải tháo ra thì mới quan sát và cảm nhận được là cái màng loa nó đang đẩy lên hay thụt xuống để xác định được đâu là cực âm, đâu là cực dương khi loa bị mất dấu. Khi màng loa nó đẩy lên thì tức là cực của loa và có pin nó cùng dấu. Như vậy dây trắng này cùng dấu với cả có pin là cực dương. Ngược lại màng loa mà nó thụt xuống thì hai cực của loa và có pin nó ngược nhau, và vì loa còn sống nên là anh em nghe tiếng nó này xoẹt xoẹt.